Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn, đây là một cái thủ thuật. Đây là cái cách mà các bạn khi mà các bạn không muốn ăn dầu mỡ nhiều, để các bạn chiên khô các bạn, không thấm dầu mỡ nhiều, thì trước khi chiên á thì mẹ mình bắt lên một cái nồi hấp nha các bạn. Đó mình hấp cách thủy. Mình hấp nó nhập trong khoảng bao lâu mẹ? Khoảng 15 phút à. Dạ. Đó, mình hấp như thế này các bạn thì chút xíu mình chiên á nó sẽ rất là lẹ và các bạn không có cần mà phải ăn dầu mỡ nhiều. Rất là hay nha các bạn. Đây là cái cá mà mình để trong tủ lạnh mình đã rã đông rồi, khô các bạn. Đó Một mình nắng, khô một dạ nắng. khô một nắng nha các bạn. Đó đây là một phương thức rất là hay nha các bạn. Rồi bây giờ mình hấp chút xíu nè. Rồi sau khoảng thời gian 15 phút thì cá đã chín rồi nha các bạn. Sau đó thì các bạn tắt bếp và chúng ta bắt đầu chuyển qua chế độ chiên. Đó Mở. thì để chiên thì mẹ mình chuẩn bị một cái chảo nha các bạn và Rồi. mỡ nha các bạn. Đó thay thế dầu ăn này thì nó sẽ ngon hơn. Trên kênh mình thì cũng đã có cách hướng dẫn sử dụng mỡ, cách thắng mỡ để nấu ăn rồi nha các bạn. Các bạn có thể là tìm để xem nha. Rồi các bạn bỏ nổi vào, các bạn bỏ phần khô vô dần chiên nha các bạn. Đó có thấy các bạn cứ chiên nó sẽ chín rất là lẹ nha các bạn. Đó rồi ok rất là ngon luôn. Rồi sau thời gian chưa đầy 5 phút nha các bạn thì cái phần khô của mình nó đã chín rồi nha các bạn, nó đã dùng được rồi nha, nó vàng ươm luôn nè các bạn. Chiên rất lẹ nha các bạn, sẽ rất là an tâm với cái việc mà hạn chế dầu mỡ trong những cái bữa ăn hàng ngày nha các bạn, rất tốt cho sức khỏe. Thì đây là một cái thủ thuật để giúp cho các bạn hạn chế dầu mỡ, giúp bảo vệ sức khỏe tốt nha các bạn. Rồi bạn nào có câu hỏi nào thì cứ hoặc là ý kiến gì cứ comment ở dưới video cho mình biết nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Bye các bạn.